Bạn nào có nhu cầu mua ạc Liên Quân hay ạc Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shopnhungday.com. Đây là shop ạc hợp tác duy nhất chính thức của mình, nên mọi người có thể yên tâm khi mua ạc nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả nha mọi người. Ok, hello mọi người và chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình, và mình là Nhung đây. Thì chắc là mọi người đọc tiêu đề và cũng biết hôm nay mình làm video gì rồi đúng không? Thì hôm nay mình với cả là mama của mình sẽ cùng nhau đi picnic mọi người ạ. Wow. Kiểu dạng cũng coi như là đi chơi ngày 20 tháng 10 luôn. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đi picnic cùng mẹ, kiểu hơi bị hồi hộp luôn mọi người. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ thì đi chuẩn bị thôi. Thì mình với cả mẹ đang đi mua đồ để chuẩn bị cho picnic. Đó mọi người thấy hôm nay mẹ mình chết không? Mẹ mình cướp áo của mình nha mọi người. Đi thôi. Ở chỗ mình hiện tại thời tiết nó đang kiểu âm u ấy, nó không quá lạnh cũng không quá nóng. Ở thấy xa xa kia không, bọn trẻ con đang chơi kìa. Mình với cả mẹ sẽ đi vào trong Vinmart để mua đồ nha. Mua khô đi mama. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ ăn vặt nha. Kiểu mình với cả mẹ phân chia ra ấy mọi người. Mẹ sẽ là phụ trách mua đồ ăn mặn, còn mình sẽ phụ trách mua đồ ăn ngọt nè. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà mình hầu như là rất ít khi uống nước có ga luôn. Mình thì mình thích uống mấy nước nhẹ nhẹ như thế này nè mọi người. Đặc biệt là mình rất thích uống nước chanh leo luôn ấy. Các thứ rồi, bây giờ thì sẽ tẩm bột chiên giòn nha mọi người. Đó, mama làm món gì đây? Đây là món cánh gà à, cái gì đây? Cánh gà KFC. KFC. Con ra chiên đi. Ok.
hai mẹ con thì cuối cùng cũng xong rồi nè. Bây giờ thì chuẩn bị đi thôi, let's go. À đúng rồi mọi người ạ, tại vì từ chỗ mình mà đi đến cái chỗ biển hồ đấy cũng khá là xa, với lại là đi bộ thì cũng được thôi, nhưng mà bọn mình còn đồ đạc các thứ nó nặng ý, cho nên là mình với cả mẹ quyết định thuê xe đạp nè, đi cho nó nhanh hơn với cả nó tiện hơn nữa. Mình với cả mẹ đến nơi rồi nè mọi người. Tính là mang cái chiếu ra ngồi ý, nhưng mà thôi tại có bàn sẵn rồi nên là thôi, ăn ở trên bàn luôn. Hợp lý. Review từng món nào mà mẹ. Con đói quá. Đây là cái gà chiên xù. Đây là nát hết rồi. Các công chuẩn bị nát hết rồi. Mày bỏ vào đây. Cho mày bóc ra. Ăn thôi. Cuối cùng đến thử thách. Mọi người thấy cái nét ăn của mình không? Thật ra cái đoạn này là mình đói quá, mình quên mời mọi người mất. Thật sự xin lỗi mọi người rất là nhiều. Xin mời mọi người ăn cùng mình nha. Vô nào, hai mẹ con mình vô nào. Từ từ mở ra nè. Vô. Vô. Hai mẹ con tự chúc nhau thôi mọi người ạ. Em thử tay nghề của mình với cả mẹ nào. Đó, mọi người nhìn hấp dẫn chưa? Hình như hôm nay là người ta đi chơi hết rồi sao nhỉ? Chỗ này là dành riêng cho hai mẹ con mình, dành riêng cho người không có người yêu mọi người ạ. Chẳng có ai. Đây mời mọi người nha. Nguội mất rồi. Yo, no. Phải nà nó sẽ đi xin. Sorry mama. Cái đoạn này thì mình có mở nhạc quẩy nè mọi người, nhưng mà tại vì mình sợ nhạc nó bị bản quyền cho nên là mình xin phép được cắt nhạc nha. Đó, mọi người cũng có thể thấy được sự tăng động của mình. Cái đoạn này thì mình với cả mẹ ngồi ăn mãi cũng chán ý, cho nên là hai mẹ con quyết định đi ra ngoài bãi biển chơi mọi người ạ. Kiểu dạng nghịch cát các kiểu. Thì xin lỗi mọi người nha, nhưng mà cái đoạn này thì mình không thể kiềm chế được cái độ tăng động của mình. Con ra chỗ sáng sáng cái kìa. Mình sẽ trổ tài vẽ hình trái tim cho mọi người xem nha. Cát này mịn lắm luôn ý.
Nè mọi người thấy cát chưa? Cát này giống như kiểu là cát động lực ấy. Slam. Bây giờ mình sẽ tưởng tượng mình đang chơi slam. Mọi người nhìn đoạn này xem, nhìn mình không khác gì con tự kỷ luôn. Mọi người hãy nhìn kỹ xem, hình như là mình đang mặc quần ống cao ống thấp. Trời ơi, may ít người, quả đấy mà đông người chắc là mình đội quần về nhà quá. Sau khi nghịch cát chán thì vẫn chưa thỏa mãn cái lòng vui chơi của mình, cho nên là mình quyết định ra cái chỗ này để chơi đu quay nè. Rồi con gái. Ơi, Lisa ơi, cứu con. xuống nhanh lên, xuống nhanh lên. Dạ. Chơi bập bênh chán rồi thì mình chuyển qua chơi cầu trượt mọi người ạ. Mình chơi chán rồi mọi người ạ. Bây giờ thì sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp các kiểu rồi chuẩn bị đi về thôi, chứ trời cũng muộn rồi. Bây giờ cũng là 10 giờ 11 giờ rồi ý. Mình với cả mẹ về đến nhà rồi nè mọi người. Hơi mệt nhưng mà vui mọi người ạ. Ok thì chắc là video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như mà mọi người thấy hay thì nhớ ra đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Giờ thì bye bye mọi người.